Rồi mình chào quý khán giả đã trở lại kênh Hoàn Toàn TV của mình nha. Hôm nay mình đến ngôi chùa Trôi Tâm Chát thì cũng gặp về trường hợp mình đến để gặp để đến chùa để tham quan chùa. Còn gặp mấy anh đang sửa cái dàn tập lại này chuẩn bị cho mùa giải mới nha. Mình đến để review sơ sơ về khung cảnh cái đội ngôi chùa Trôi Tâm Chát chuẩn bị kế hoạch để triển khai tập luyện như thế nào. Mọi khán giả không thể chừng mình để review khung cảnh nơi mà mấy anh đang sửa chữa cái dàn tập của mình như thế nào. Đây là nơi mà cái dàn tập của đội ngôi chùa Trôi Tâm Chát sẽ là nơi tập luyện của các anh em vận động viên chùa Trôi Tâm Chát phần 10 thành phố Sóc Trăng. Thì ngày hôm qua cũng trong ngày hôm qua thì đội ngôi chùa phường 7 đã có cái khởi động tập luyện khá là sớm như vậy để chuẩn bị cho mùa giải mới. Thì trong quá trình khoảng 2 tháng nhưng mà thì mình đến ngôi chùa Trôi Tâm Chát thì cũng gặp các anh cũng đang sửa dàn lại để chuẩn bị cho mùa giải mới. Thì cảnh cái các anh em đội dàn chùa Trôi Tâm Chát phường 10 đang sửa dàn lại để tập luyện mai luôn nha, đến để gặp bé anh em để như thế nào. Cái gặp con bị đi em. Hôm nay mình đến thì cũng gặp anh em là gì có cái kế hoạch Hoàn Toàn TV đến để sửa dàn lại nha. Hoàn Toàn TV còn cái anh thành lý nha ra đợi thì ngồi chụp phương chắc. Thì hôm nay mình đến thì cũng gặp ba căn sửa chữa cái dàn lợi nha để chuẩn bị được tập luyện nha. Anh em chùa tôi chúng ta cũng đang sửa dàn triển khai sửa dàn lợi nha. Sửa dàn là mình cũng chưa biết cái thông tin khi nào là sẽ tập đi để review cũng mai rồi anh em cũng đang sửa dàn bọn ơi xuống xuống hay vạch nhưng cái nào hát anh đứng à xưa dạng một mình à chiều là mấy anh em cũng cho thông tin là chỉ sửa dạng trước để tại hôm nay là ngày chủ nhật cũng rảnh để sửa dạng để chuẩn bị triển khai tập luyện. chùa Trôi Tâm Chát có cái kế hoạch để đi viện ông cứu hay không mình cũng chưa biết nữa. Khi nào có thông tin chính xác thì mình sẽ đưa ra cái thông tin chính xác để cho quý khán giả được
tìm hiểu rõ về đội Gò này nhiều hơn nữa. Thì theo thông tin mình cũng được biết thì đội Gò ngon chùa Chùa Đông chắc là nhà Đức Kim Vua Định, huyện Quỳnh Phú, năm 2019 nhân dân. Và phía bên cạnh đó mình sẽ đi đến để review bên cạnh cái chiếc cây ngon mà từng đặt vô địch tại huyện Quỳnh Phú như thế này. Để chuẩn bị cho mùa giải mới để thành công hơn. Nơi ba mẹ sẽ tập luyện như vậy. Chùa Chùa Đuôi Tinh Chắc, con mới chắc. Trước đó mình cũng mời quý khán giả cùng theo chân hoàn toàn TV đến với cái nhà ghe để review chiếc ghe ngon từng đặt du lịch tại Quỳnh Phú 2 năm liền. Nên là mời quý khán giả tham khảo nha. Và khi nào có thông tin chính xác về ghe ngon của Chùa Đuôi Tinh Chắc có kế hoạch đi Quỳnh Phú hay không, mình sẽ có thông tin đưa ra cho quý khán giả được biết thông báo nha. Đây là cảnh ghe dàn tập chùa Chùa Đuôi Tinh Chắc của mình đang triển khai sửa chữa thôi để chuẩn bị lên đường. Tiếp theo đó mình cũng mời khán giả cùng theo chân mình thì đi đến với cái nhà ghe mà kiên còn từng đạt du lịch của huyện Long Phú vào năm 2019 rồi. Chứ chưa ngò có hình ảnh là ông Phùng Quảng Lửa như vậy như thế nào. Và mời khán giả cùng đến cái nhà ghe để tham khảo với chiếc ghe ngon của chùa. Cùng theo chân mình đến nhà ghe hướng mặt về cái nhà ghe như thế này, mọi người dẫn mình thấy chân mình đó để review chiếc cây ngon từng đạt du lịch tại huyện Long Phú như thế này. Và liệu năm nay đội ngon chưa 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 chắc khó trở lại cái đường đua dòng sông Tân Hưng như thường lệ hay không, và mọi người dẫn mình thấy chân mình để review cái chiếc cây ngon mà từng đạt du lịch của chùa. Mình sẽ review sơ cái chiếc ghe ngon chùa Chùa Đuôi Tinh Chắc như thế này. Rồi là cận cảnh chiếc ghe ngon con Quan Lửa như thế này. Chiếc ghe ngon này liệu năm nay có trở lại cái đường đua dòng sông Tân Hưng hay không. Đây là chiếc ghe ngon con Phùng Quan Lửa chừng đặt chiếc ghe ngon tại vì dòng sông Tân Hưng nhiều năm liền như thế. Sử dụng chiếc ghe để trở lại cái đường đua tại sông Tân Hưng hay không. Mà trường hợp đến cũng gặp các anh em đang sửa cái dàn tập như vậy để chuẩn bị cho mùa giải mới và mùa giải Off Box 2023 tại tỉnh Sóc Trăng nói chung và số phận nghề rất là đẹp luôn như vậy. Hình ảnh không phục màu được. Chiếc ghe ngon này là do sơn sơn hẹn và làm thiên vẽ như vậy, rất là đẹp luôn. Chiếc ghe ngon phục màu được. Thị trường mình để review sơ cái chiếc ghe ngon này hết nha. Mình đã không thể cho mình để review chiếc ghe ngon bóng phục màu nữa nha, rất là đẹp luôn. Thì cũng qua đó có khứ bạch sơ sơ để chuẩn bị cho mùa giải mới nha. Thì các anh em đang cái cũ hay sửa dàn, không biết khi nào mà có cái bài tập luyện thì mình đến để review chia sẻ về hình ảnh các anh em tập luyện như thế nào. Để gửi đến khán giả thêm chút hình ảnh nữa nha và chút thông tin về đội ghe ngon Chùa Chùa Đuôi Tinh Chắc. Đây hôm nay mình đến để review sơ về cận cảnh chiếc ghe ngon từng đạt du lịch tại huyện Long Phú như thế nào, để kế hoạch chuẩn bị như thế nào hay không. Để gửi đến khán giả thêm chuyên mình review sơ về chiếc ghe ngon Chùa Chùa Đuôi Tinh Chắc. Chiếc ghe ngon này có trở lại cái đường đua hay không, có trở lại cái dòng sông
tân hương hay không thì mời quý khán giả cùng chờ chiếc ghi ngon rồi cho tôi ăn trái nha. Thì gọi là ghi ngon chuột không ghi ngon con cũng ngon lửa cảnh mẫu hoa dân của ghi ngon rồi cho tôi ăn trái nha. Rồi mình đến để review sơ và chia sẻ ít thông tin về đội ghi ngon của tôi cho các quý khán giả cùng được biết nha. Do không gian cũng hơi hẹp như vậy nên mình đi xuống phía sau cũng không được cho mấy thoải mái. Mình review thì nó hơi lạc xíu, mọi quý giả thông cảm cho mình nha. Đây là hình cảnh chị mình mới được quy tình chắc đang trong quá trình là các anh em dân công viên đang sửa chữa dàn tập lại nha. Đây là chị Hương Ngọt từng đặt du lịch tại quận Long Phú, rồi giải thường niên của huyện như nhé. Mong là biết giả không trong xa và đội dàn ngò chủ tôi sẽ trở lại đường đua Long Phú, nơi mà các anh em từng đạt chức vô địch vào năm 2019 như nhé. Con cùng hoàng lửa dàn ngò này là đang giờ rất vinh quang cho các anh em. Review sơ cũng mẫu quá dân chiếc ngon của chùa cho quý vị đang theo dõi nha. Đây review sơ một đoạn video ngắn thôi xem người có thể động tĩnh gì về đây chủ yếu chắc có động tĩnh để tập luyện được chưa. Đây là lòng bên trong của chiếc ngon. Chiếc ngon này cũng do nghệ nhân Vinh Vũ đóng như nhá. Câu chuẩn bị để tập luyện của đội ngon truyền cho quý vị chắc có kế hoạch như thế nào. Nay mình đi rút sớm đội ngon truyền cho quý vị chắc con giặc tham khảo nha. Nếu mà có chỗ nào mà không hay cho mấy thì quý vị nhớ comment bên dưới giúp mình nha, để mình có khắc phục những cái thứ video mình cho được hay hơn. Đây là cảnh chiếc ngon chùa cho quý thính giả mình có chút đồng tỉnh em chưa ra có chút đồng tỉnh là các anh em cũng đang sửa cái dàn tập hàng năm của mình lại nhau chứ không biết ngày nào thì anh em sẽ có kế hoạch tập luyện, thì nào có cái kế hoạch tập luyện thì mình sẽ đến cái ngôi chùa cho quý thính giả để cập nhật tình hình và chia sẻ cho quý khán giả mình được hiểu tìm hiểu về đội ngon này nhiều hơn nữa nha. Đây là phần cảnh chiếc ngon không còn bằng nữa, chúng ta trong quá trình sửa chữa và chuẩn bị tập luyện nhé, sửa chữa dàn tập của mình nên là các anh em tiếp tục vào mỗi chiều để tập luyện hàng ngày. Hôm nay mình đến để chia sẻ cái dự án này đến khán giả nhé, chứ mình cảm mẫu của nhà của đội ngon sửa chữa chúng ta cũng người. Thì bên trong cái nhà ghe của chùa Liên Trá thì cũng lưu giữ ba chiếc ghe ngon nha, hiện tại cũng lưu giữ được ba chiếc ghe ngon, hai chiếc thì để mấy bên kia còn một chiếc phùng hoàng lửa thì để riêng nha. Rồi cái video của mình sẽ kết thúc tại đây, review sơ cái chùa Liên Trá để gửi đến khán giả mình cái ghe thôi. Qua như vậy cái buổi review chùa cho tôi chắc mình đến đây sẽ kết thúc nhé. Còn khi nào có thông tin chính xác thì mình đến để cập nhật gửi đến khán giả về thông tin rồi có kế hoạch tập luyện như thế nào để gửi đến khán giả nha. Và bây giờ mình sẽ kết thúc tại đây. Đây là buổi review chùa cho tôi chắc đến đây sẽ kết thúc. Cô lời mình cũng kính chúc khán giả thì thật nhiều sức khỏe nhé. Yeah.
video mình sẽ kết thúc tại đây.